Con gái bây giờ bạo nhỉ? Muốn làm quen anh à? Dũng Matthew đúng không? Ồ, biết cái tên anh này. Sao biết anh ở đây mà chờ? Thế mới hay chứ. Những người có tiền ấy thì đều giống nhau cả. Đều thích mang tình cảm của người khác về làm trò đùa. Không đúng à? Anh hôn tôi, nhưng anh vẫn hẹn hò với người khác. Anh thấy việc đấy đáng tự hào lắm đúng không? Tôi khinh. Cháu với bố cháu bác thấy không giống nhau mấy nhỉ?